Anh Nam, anh về rồi à? Anh Nam, chuyện này là sao? Tại sao cô ta lại... Chúng ta ly hôn đi. Cái gì? Anh vừa nói cái gì? Cô điếc à? Đừng lôi thôi nữa. Mau dọn đồ rồi cút khỏi nhà tôi. Anh bị làm sao vậy? Tự nhiên lại đòi ly hôn? Rõ ràng sáng nay em và anh... Tôi thích. Vậy thôi. Cô không nhìn thấy sự có mặt của Trúc ở đây hay sao? Mà lại hỏi câu đó. Chị... Câm mồm! Cô không có quyền lên tiếng ở đây. Tôi việc đếch gì mà phải câm mồm. Tôi nói chị biết. Hiện tại, chủ nhân căn nhà này chính là tôi. Cho nên là tốt nhất chị dọn đồ và cút khỏi đây đi. Anh Nam, anh để yên cho cô ta nói em như vậy à? Anh không có bất kỳ phản ứng gì à? Vì Nam ngày xưa hứa sẽ chăm lo cho em suốt cả cuộc đời này đâu rồi? Trúc nói đúng mà. Cô không thuộc về nơi này nữa, Lan Anh ạ. À. Hơn nữa, loại đàn bà như cô, tôi chán rồi. Hóa ra anh là loại người như vậy à? Hóa ra là từ trước đến giờ, tôi đã tin tưởng lầm người rồi à? Biết là sai lầm rồi, thì tốt nhất là nên dọn đồ mà biến đi. Chứ cái hạng người như chị, đứng ở căn nhà này, chỉ làm thêm ô uế thôi. Được lắm. Hai người sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mà hai người đã gây ra cho tôi. Phải trả giá cho cái việc ngày hôm nay đã khiến cho tôi phải đau khổ thế nào. Trả giá? Tôi sẽ ngủ với chồng của chị ngay trên chính chiếc giường của chị đấy. Quả báo sẽ không bao giờ đến với những người nhiều tiền như tôi. Cút! Anh yêu ăn gì? Em nấu cho. Em yêu đúng là tuyệt vời nhất. Yêu em. Ngày hôm nay, tôi xin thông báo anh Kim sẽ lên làm giám đốc của FVM. Còn Trúc sẽ từ phòng kế hoạch chuyển lên làm thư ký của tôi. Còn cô Lan Anh, từ ngày hôm nay, cô có thể nghỉ việc. Không đồng ý. Tại sao tự nhiên lại bắt tôi nghỉ việc? Cô muốn lý do đúng không? Đúng vậy. Tốt lắm, em gái của ta. Chuyện em gái của anh đâu phải dạng vừa đâu. Vì Nam, tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Anh đã ngoại tình, anh bỏ tôi rồi, đã quá tàn nhẫn với tôi rồi. Thế mà bây giờ anh lại còn đuổi việc tôi. Anh
anh cho tôi nghỉ việc à? Anh thấy biết gia đình của tôi thế nào mà. Nếu như bây giờ mà tôi không đi làm thì tôi lấy đâu ra tiền lo cho bố mẹ tôi. Anh... Đấy là việc của cô, không liên quan đến tôi. Anh... Cút. Anh được lắm. Nhất định, nhất định anh sẽ phải trả giá. Đúng ạ. Tôi chỉ đang ăn mừng thôi mà. Ăn mừng? Đúng vậy, bọn tôi đã ăn mừng ngày cô sắp mất đi tất cả. Con khốn này, tao phải giết chết mày. Con chó này, mày định ăn tao à? Dự án mới vừa được ký kết thành công, chúng ta đi liên hoan thôi. Thật à? Vậy thì à, chúng ta cùng nhau đi liên hoan thôi ạ. À, Vina này, tôi vẫn chưa hiểu rõ là tại sao cậu lại chia tay với Lan nhanh như vậy rồi. Vì chán. Tôi chán từ lâu rồi. Đáng lẽ ra tôi phải đá cô ta đi từ sớm hơn cơ. À, ra là vậy. Vậy còn Trúc, em gái tôi, cậu đến với nó cũng nhanh thì cũng khiến tôi bất ngờ đấy. Thật ra tôi có tình cảm với Trúc từ lâu rồi, nhưng lúc ấy tôi đang có vợ, cho nên thật sự rất khó nói. Thật may là khi tôi nói ra, Trúc đã hiểu và đồng ý đến với tôi. Không sao đâu anh, nghĩa là chúng ta thật lòng với nhau. Em hiểu mà. Cảm ơn em. Nhìn thấy cậu đối xử tốt với em gái tôi như vậy, tôi rất là vui. Mà Nam này, sao vậy anh Kim? Lần này chúng ta đi liên hoan thì tôi đang không biết là về dự án nào, tại vừa xong đi nhanh quá cho nên là tôi cũng chưa kịp hỏi. À, sắp tới SVM sẽ phối hợp cùng với một số công ty nước ngoài để xây dựng một khu tổ hợp du lịch gồm khách sạn, khu vui chơi, khu nghỉ dưỡng, trung tâm mua sắm. Dự kiến ngân sách là 2.000 tỷ. 2.000 tỷ? Dự án lớn vậy sao? Đúng vậy. Đây là dự án chủ lực của công ty chúng ta trong năm nay. À, vậy Vi Nam này, không biết là về dự án lần này thì cậu đã tìm được ai phụ trách chưa? Đương nhiên là tìm được rồi. Chính là anh đấy, anh Kim. Là tôi sao? Anh Kim này, anh Nam đã tin tưởng và giao cho anh như thế, thế anh phải cố gắng lên, đừng để anh Nam thất vọng đấy. Tuân lệnh, phu nhân chủ tịch. Ấy, sao anh lại gọi em như thế? Ai biết được là anh Nam có cưới em hay không? Anh gọi như thế, ngại lắm. Cưới chứ. Một người con gái tuyệt vời như em, làm sao mà anh không cưới được chứ? Thôi, chúng ta cùng nhau nâng ly về dự án cũng như là hạnh phúc mới của chủ tịch. Nào, rộ. Hôm nay như thế là vui quá rồi. Thế là thôi, tôi đi về nhà tắm rửa trước đây. Anh ơi, ở lại tâm sự nhé. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Cảm ơn anh vì đã tạo điều kiện cho anh trai của em. Sắp tới chúng ta cũng sắp là người một nhà rồi. Em đừng khách sáo với anh nhiều như vậy chứ. Yêu anh nhiều lắm đấy. Anh cũng vậy. Thôi, em vào nhà đi. Ngày mai gặp. Bắt đầu đi. Đây là một dự án quan trọng của công ty. Tôi hy vọng lần này anh hãy dành hết thời gian cho nó nhé. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc dự án lần này. Tôi rất tin tưởng anh, cho nên lần này tôi sẽ bàn giao cho anh toàn quyền quyết định dự án này, từ việc mua nguyên vật liệu cho đến việc nguồn vốn của đối tác. Anh hãy cố gắng lên nhé. Chủ tịch yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh đâu ạ. Thôi, cậu cứ triển khai đi,
Bây giờ tôi có việc ra ngoài trước. Lần này cắn công một chút là mình có đủ số tiền để mua căn biệt thự ven biển rồi. Cá đã cắn câu rồi, chờ mà thu lưới đi. Chờ đi Kim, sắp có kịch hay dành cho anh rồi đó. Cẩn thận sau này hối hận không kịp đâu. Mày nghĩ với cái địa vị bây giờ của tao, tao phải hối hận? Tao chẳng cần quan tâm. Bây giờ có tránh ra đi, tôi còn phải bán hàng. Mày không nghe tao nói rõ à? Tao bảo tao muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mày. Thảm hại của mày, nghe rõ chưa? Thế ý của cô là gì? Ý là gì á? Thế này này, như thế này này, như thế này, như thế này. Con mà vừa ai phải chứ nhá. Ôi giời ơi, mọi người lên xem này. Con này nó đã bán rau có chứa thuốc trừ sâu là còn đổ tội cho người khác này. Mồm đi nhá. Anh đừng có mà ngậm máu phun người. Chính anh là người đổ thuốc trừ sâu lên rau của tôi. Mọi người ơi, xem này nó có tắt nước không? Tắt nước không mọi người ơi, giời ơi. Tại người tối đi. Hai người hành tôi đến bước đường này vẫn chưa vừa lòng hả dạ của anh rồi à? Này, ngủ với chồng mày thích lắm đấy. Trên chiếc giường của mày rất sạch sẽ. Mày bảo là khi nào thì buông tha cho mày á? Trừ khi là mày chết. Đi thôi. Cút khỏi đây. Chỗ này không phải là chỗ mày muốn đến thì đến, rõ chưa? Cô tránh ra đi, tôi muốn gặp anh Nam. Mày nghĩ bây giờ mày còn là vợ của anh Nam hay sao mà muốn tới đây gặp anh lúc nào thì đến? À, bảo sao hôm nay ăn mặc khác thế? Mày có ý định quyến rũ anh Nam đấy à? Cút! Tôi chẳng quan tâm cô muốn nghĩ gì thì nghĩ. Bây giờ tôi chỉ muốn gặp anh Nam thôi. Cô tránh ra đi. Mày không được vào. Bỏ tôi ra. Này, con danh này, mày gan lắm rồi đấy. Làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra. Mày có biết đây là đâu không mà mày đòi vào? Anh Nam, anh tới đúng lúc lắm. Cô ta cứ đòi vào gặp anh. Tôi đã bảo rồi nhưng mà không chịu nghe ạ. Anh Nam, em đã bảo với cô ta rồi rằng là cô ta cứ về trước đi. Vậy mà cô ta không nghe, còn quay ra gây sự, sự đánh em đấy. Anh Nam, anh làm cái gì đấy? Sao anh lại đánh em? Cô muốn biết hả? Vậy thì để tôi trả lời cho cô biết nhé. Vi Nam, chuyện này là sao? Tại sao vậy? Hai người tưởng rằng tôi có thể dễ dàng bỏ Lan Anh như vậy à? Hai người coi thường tôi quá rồi đấy. Anh, tại sao lại có như thế này? Đây chính là bằng chứng anh bòn rút ngân sách của công ty suốt 2 năm liền. Và cũng chính cô ta, cô ta là em gái của anh, đã giúp anh làm điều đó. Anh Nam, hình như em thấy dạo này doanh thu của công ty chúng ta có bị thất thoát thì phải. Mặc dù là công ty chúng ta có rất nhiều dự án nhưng mà lợi nhuận lại rất thấp ạ. Vấn đề này thì tôi cũng đã nhận ra rồi. Nhưng mà thật sự tôi vẫn chưa tìm ra lý do tại sao. Em không biết anh nghĩ thế nào, nhưng mà theo em
thì em thấy hình như Kim và Trúc đang kết hợp với nhau để mà bòn rút tiền dự án anh ạ. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Ban đầu em thấy hầu như tất cả dự án từ lớn đến bé thì chị Trúc đều bàn giao cho Kim. Trong lòng chúng ta thì không thiếu gì người có năng lực giỏi hơn Kim. Lúc đầu em nghĩ là do Kim có kinh nghiệm dày dặn hơn, nhưng mà sau khi em điều tra thì thấy Kim dạo này hay đầu tư vào bất động sản, mà lương văn phòng như cậu ta thì làm sao làm được chuyện đấy chứ. Cậu nói cũng đúng, nhưng để buộc tội Kim thì chúng ta phải thu thập đầy đủ bằng chứng. Trong chuyện này Kim và Trúc làm rất là kín, nên là em vẫn chưa tìm được bằng chứng để mà đưa ra anh ạ. Tôi có cách rồi. Cách gì vậy ạ? Những dự án mà Kim làm thường là những dự án nhỏ, vậy cho nên anh ta mới có thể làm được chót lọt và kín kẽ như vậy. Nhưng nếu là một dự án vài nghìn tỷ thì chắc chắn sẽ khác. Dự án càng lớn thì người ta càng dễ để lộ sơ hở. Ý anh là anh tính giao dự án lớn cho Kim hay sao? Đúng vậy. Nhưng chúng ta cần phải dựng lên một màn kịch đủ thuyết phục để Kim đồng ý nhận dự án mà không có một chút nghi ngờ. Có lẽ tôi phải nhờ Lan Anh diễn xuất cùng mình. Thằng chó, mày lừa tao. Nếu tôi không làm thế thì sao anh chủ quan mà để lộ ra sơ hở được? Chính lòng tham vô đáy của anh đã khiến anh ra nông nỗi như ngày hôm nay đấy. Anh Nam, hóa ra thời gian vừa qua anh chưa hề yêu em à? Người tôi yêu duy nhất trong cuộc đời này chỉ có vợ tôi, Lan Anh. Ngoài ra tôi không có bất kỳ tình cảm với người con gái nào cả. Anh... Lan Anh, anh xin lỗi em. Vì anh mà em đã phải chịu khổ rất nhiều rồi. Không sao đâu ạ. Chỉ cần là vì anh thì chuyện gì em cũng có thể làm được. Anh cảm ơn em. Mình về thôi. Anh chờ em một lát. Cái tát này tôi dành cho cô. Tôi đã cảnh cáo và nhắc nhở cô rất nhiều lần rồi, nhưng mà cô không chịu nghe. Đây chính là bài học dành cho cái sự tham lam của cô và anh trai của cô đấy. Mạnh! Mình về thôi. Công nhận tài diễn xuất của em cũng xuất sắc phết đi chứ. Anh còn dám nói nữa à? Nhìn thấy anh bên cạnh Trúc như vậy, em tức lắm ấy. Là tức thật, chứ không phải là diễn đâu. Tiểu thư yên tâm, vợ của Vi Nam tôi thì cả đời này tôi chỉ yêu mỗi một mình Lan Anh thôi. Còn những cô gái khác thì tôi không có hứng thú. Thật không? Vi Nam tôi chưa bao giờ nói dối. Thì bây giờ mình đi ăn gì chồng nhỉ? Chỉ cần là cơm của vợ tôi nấu thì tôi ăn gì cũng thấy ngon. Cái gì? Chú rể bỏ trốn á? Huy động toàn bộ họ hàng tìm bằng được nói sao? Anh Long, chuyện này là sao? Bỏ trốn là sao à? Làm sao bây giờ? Đi nhanh lên! Anh lên! Đi, nhanh lên! Nhanh lên, nhanh lên! Rồi, họ, họ, họ! Này! Em gái tao là chỗ đùa của mày đấy à? Anh Long, bình tĩnh đã. Có gì từ từ nói, sao lại động chân động tay với Nam? Mày đi yên, để tao xử lý nó. À, Nam, ý mày là như thế nào? Hôm nay ngày cưới em gái tao, mày cưỡi trâu đến đón nó. Mày muốn cả làng này cười vào mặt nhà tao à? Ê, anh cứ bình tĩnh nghe em nói đã. Chả là thế này, bố mẹ em sau khi mất đi có để lại cho em một chút tài sản. Cái kiểu gì cái số tài sản đấy là chắc chắn là của em rồi. Thế nhưng mà em ấy thì em định là dùng số tài sản đó em bán hết đi. Em lấy tiền, em tặng nguyên một đàn trâu. Em nói thật cho anh không biết đi thôi. Chứ em ấy là em đam mê trâu lắm. Em thích lắm anh ạ. Mẹ thằng điên này, đi con chó gì đem gái tao mà mày cởi trâu đến đón nó hả? Anh cứ bình tĩnh nghe em nói hết đã nào. Em ấy, sở dĩ hôm nay ấy em mang con trâu này đến đây để đón Trúc về là bởi vì em muốn Trúc phải tập làm quen dần với trâu đi. Bởi vì em nói thật với anh là em cũng có yêu thương gì Trúc đâu. Em chỉ muốn lấy Trúc về để Trúc có thể ngày ngày cùng em ra đồng chăn trâu cho vui thôi. Đấy, anh thấy kế hoạch của em như thế nó có ổn không hả anh?
Chúng mày, chúng mày không cưới xin gì hết. Chúng mày đâu? Đánh chết nó tao! Chết bỏ mẹ. Anh có làm sao không? Anh không sao, nhưng mà phải chạy nhanh lên, không bọn nó quay lại đấy. Ra bờ sông đi, bọn họ không biết đâu. Mày khóc cái gì hả? Rồi ạ, mày khóc lóc cái gì? Không thằng này thằng khác, thiếu gì đâu hả em? Anh thì biết cái gì? Anh Nam, anh ấy là người yêu của em. Em chỉ muốn lấy anh ấy thôi. Nhưng mà nó có yêu mày đâu. Anh chưa nghe câu các cụ nói à? Bây giờ không yêu thì sau này lấy về dễ yêu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Còn nữa nhá, bố mẹ của anh Nam rất thích em. Như thế thì sau này lấy về kiểu gì mà anh chả yêu em chứ. Nhưng mà mày có thấy nó vừa làm cái trò gì không? Nó làm như thế khác gì bôi cho chát chấu vào mặt gia đình mình đâu hả? Em không biết đâu. Nếu như mà anh không cưới anh Nam về cho em ấy thì em không thích sống nữa. Ơi, thôi được rồi. Tao tìm cách lấy thằng Nam về cho mày được chưa? Anh nói thật à? Anh hứa đấy nhá. Anh hứa đấy nhá. Rời ạ. Bây giờ rời không chịu đất thì đất phải chịu rời hay sao? Mệt mỏi với mày quá đấy. Công nhận anh bá đạo thật đấy. Dắt hẳn con trâu đến đó để mà đón dâu. Bảo sao người ta đuổi anh thừa sống thiếu chết. Anh làm như thế là vì em đấy. Em biết rồi, em cảm ơn. Cảm ơn xuông như thế á? Thế còn muốn cái gì nữa? Phải cảm ơn một chỗ này này, nó mới chuẩn. Được chưa? Quán cà phê luôn. Anh đúng là làm trò thật đấy. Nhưng mà sao thế? Em đang nghĩ đến chuyện bố mẹ anh à? Thì nếu như bây giờ không phải là Trúc thì tương lai sẽ là một cô gái khác. Bố mẹ của anh chỉ muốn anh cưới một người môn đăng hộ đối thôi. Còn gia đình của em thì... Anh sẽ từ từ thuyết phục bố mẹ anh. Ngoài em ra, vì Nam này chắc chắn không bao giờ lấy người khác. Không ai được phép có Lan Anh ngoài tao. Anh Nam. Trúc, em làm cái gì đấy hả? Tự nhiên lao ra đầu xe của anh. Anh đâm vào thì sao? Anh Nam, anh nói đi. Tại sao anh lại đối xử với em như thế hả? Em làm gì sai? Anh đã nói với em rất nhiều lần là anh không yêu em. Chuyện cưới xin ấy cũng là gia đình anh ép buộc, chứ anh có muốn đâu. Anh vì con nhỏ đấy đúng không? Vì cái con Lan Anh đấy mà anh đối xử với em như thế đúng không? Anh nói đi, nó hơn em ở điểm nào? Trúc, anh phải nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu được hả? Anh... Em không cần anh hiểu, em không cần hiểu gì hết. Em không biết, em chỉ cần anh là chồng của em thôi. Anh nói đi, em xin anh đấy. Trúc, buông anh ra đi mà. Không. Em buông ra. Anh Nam, tại sao anh làm như thế với em hả? Tại sao anh định bỏ em? Trúc, em làm sao thế này? Anh Long, anh phải lấy anh Nam về cho em đi. Em không thể mang anh ấy được. Ừ, được rồi, bình tĩnh nào. Anh sẽ có cách mang nó về cho em, được chưa? Trời ơi! Mày khinh thường bố mày đi à? Tao bảo với mày thế nào rồi? Tránh xa Lan Anh ra! Tại sao tao phải nghe lời mày? Chó này! Mày đùa bố mày đi à? Tao hỏi mày lần cuối, mày có tránh xa Lan Anh ra không? Nếu mày thích Lan Anh như thế thì mày tự mà giành đi, thằng hèn. Được, mày thách thức bố mày đấy nhá. Anh có cách lấy thằng Nam về cho em rồi, Trúc ơi. Có phải cậu thích con bé Lan Anh ở xóm trên đúng không? Tại sao tôi phải trả lời anh? Vì tôi và cậu có cùng chung một kẻ thù. Hay nói một cách khác, chúng ta đang là đồng minh đấy. Đồng minh? Đúng vậy, là thằng Vi Nam.
còn đứng úp mở nữa. Có gì nói luôn đi. Tốt, rất tốt. Tôi thích những người thẳng thắn như cậu đấy. Con bé Lan Anh thì rất yêu thằng Việt Nam, muốn lấy nó về làm chồng. Còn cậu thì lại muốn có được Lan Anh. Giờ phá đôi đó, cả hai chúng ta đều đạt được mục đích của nhau. Vậy thì làm sao chúng ta có hợp tác với nhau chứ? Vậy chúng ta có thể hợp tác như nào? Không được. Như thế là hại Lan Anh rồi. Tôi không đồng ý được. Nhưng mà cuối cùng Lan Anh sẽ là của cậu mà. Làm sao? Trong chuyện này cậu chỉ có được chứ không có mất. Thế nào? Đấy, phải thế chứ. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Anh đến đây làm gì? Anh đến đây để xin lỗi em. Anh chẳng có lỗi gì để mà xin cả. Anh đi về đi, tôi còn phải đi có việc nữa. Anh hiểu. Anh hiểu là em giận anh vì chuyện anh đánh Vi Nam. Nhưng mà em cũng phải hiểu cho anh chứ. Anh làm thế là tôi yêu Vi Nam. Và cho dù anh có nói gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ Vi Nam đâu. Tôi cảm ơn tình cảm anh dành cho tôi, nhưng mà tôi không thể nào mà đáp trả lại được. Bởi vì tôi chỉ yêu Vi Nam thôi. Anh hiểu. Anh hiểu tình cảm của em dành cho Vi Nam. Nhưng mà anh biết là ngày xưa anh hơi quá đáng. Anh đã nhận ra tất cả mọi vấn đề rồi. Cho nên anh hứa từ nay anh sẽ không tham gia vào việc của em và Vi Nam nữa. Anh nói có thật không? Anh nói thật. Anh nói thật chứ. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra thì anh nhận ra là tình yêu không thể ép buộc là ai yêu ai được. Nó phải bắt nguồn từ hai phía. Cho nên là anh đã hiểu rồi. Em thông cảm cho anh nhé. Anh nhận ra được như vậy thì tốt. Lan Anh này, anh biết là yêu thì không thể yêu được. Vậy thì chúng ta có thể làm bạn được không? Em tưởng là chuyện gì? Làm bạn thì dễ thôi. Có cái chuyện gì đâu mà anh phải ấp úng như vậy. Tại anh cứ sợ là em giận anh quá, cho nên là cũng không muốn làm bạn với anh nữa. Nếu như chỉ cần anh không phá đám tình cảm của em về Vi Nam thì chúng ta có thể coi nhau là bạn, thậm chí còn là bạn thân nữa cơ. Anh có mua đến đây một cốc trà sữa để chứng minh đánh dấu mốc tình bạn của chúng ta. Anh tặng em. Anh chu đáo thật đấy, lại còn chuẩn bị cả quà nữa. Thế anh không nghĩ đến trường hợp em không đồng ý là bạn của anh à? Thì lúc đấy anh sẽ cầm cốc trà sữa này về. Mà thôi, em uống đi, không là đào nó tan mất đấy, vẫn ngon. Cứ để trong nhà cho em. Em vừa mới ăn no xong, vẫn còn căng hết cả bụng đây này. Kìa, anh đã nói đây là món quà đầu tiên chứng minh cho tình bạn của chúng ta. Em không uống thì có nghĩa là em không đồng ý à? Thôi được rồi, em uống được chưa? Nhìn cái mặt đáng thương của anh kìa, trông ghét thế không biết. Ngon lắm đúng không? Ngon. Anh Kim, tự nhiên em... Em thấy chóng mắt quá. Là anh bỏ thuốc vào mà Lan Anh. Anh... Bởi vì anh chưa bao giờ muốn làm bạn với em cả. Này, mày nhận được đấy. Nhanh cái tay lên, nhỡ gác đến. Hỏng hết kế hoạch bây giờ đấy, nhanh. Mày cứ bình tĩnh, món ngon mày hưởng thụ từ từ chứ. Nhanh đi. Mày chó này, tao đã bảo mày không được phép động đến Lan Anh cơ mà. Mày ra, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Tao đã nói rồi, mày tưởng rằng mày làm như thế thì tao sẽ bỏ Lan Anh yêu chút à? Mày nhầm rồi, không ai được phép động đến Lan Anh, mày hiểu chưa? Tại sao mày biết mà mày đến đây hả? Chính em gái mày đã nói cho tao biết đấy. Anh Nam, cô đến để làm gì? Em nhớ anh. Cô Trúc, tôi xin cô đấy, cô buông tha cho tôi được không? Tôi không hề có tình cảm với cô. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì cô mới hiểu? Anh Nam, anh thật sự
không có một tí tình cảm nào với em hay sao? Đúng vậy. Trước đây, bây giờ và kể cả sau này vẫn như vậy. Dù cô có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không thể dành tình cảm cho cô được. Cô biết vì sao không? Vì tình yêu không phải là thứ mà chúng ta có thể ép buộc. Cho dù tôi và cô có cưới nhau bằng bất kỳ lý do nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể nào có hạnh phúc được. Vì đơn giản, giữa tôi và cô không hề có tình yêu. Chẳng lẽ cô chấp nhận sống cả cuộc đời còn lại của mình với một người không yêu mình hay sao? Đó không phải là tình yêu, đó là sự ích kỷ. Anh Nam, anh vào đi cứu Lân Anh đi. Cô vừa nói cái gì? Kim và Dương đã phối hợp với nhau để hại Lân Anh. Mục đích là chỉ muốn anh và Lân Anh chia tay nhau. Sau đó tôi sẽ có được anh, còn Kim sẽ có được Lân Anh. Anh mau đi cứu cô ấy đi, nếu không không kịp mất. Nói cho tôi biết Lan Anh đang ở đâu. Anh Nam ơi, em sợ quá. Không sao đâu, có anh ở đây rồi. Hai người không sao là tốt rồi. Chúc, cảm ơn cô. Cũng may là nhờ có cô chỉ điểm kịp thời, chứ không thì Lan Anh đã gặp nguy rồi. Anh không cần phải cảm ơn tôi. Dù sao chuyện này cũng là lỗi ở tôi nhiều nhất. Nếu như tôi không gây áp lực với anh Lăng về chuyện cưới xin thì anh ấy đã không làm như vậy rồi. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng đấy. Cảm ơn Trúc ạ. Có phải cô vẫn đang còn bận lòng về chuyện gia đình cô không môn đăng hộ đối với anh Nam đúng không? Không có gì đâu. Chuyện đó cứ để từ từ, tôi sẽ thuyết phục bố mẹ tôi. Cô nghĩ sao nếu như tôi nhận cô là em gái của tôi? Như vậy mọi chuyện không phải được giải quyết rồi hay sao? Chuyện này tôi... Sao? Chẳng lẽ hai người không cho tôi cơ hội để chuộc lỗi à? À, không phải thế. Chỉ là chuyện này nó hơi đường đột cho nên là... Thôi, không nói nhiều. Ngày mai Lan Anh lên phường làm giấy tờ với chị nhá. Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Đấy, phải như thế chứ. Lan Anh, vậy là chúng mình sắp được cưới nhau rồi. Mình được kết hôn rồi.